Chương trình hôm nay là chương trình tự do nên tôi, thầy Quán Tung và thầy Quán Tín cùng ba mẹ con của chị Hường quyết định đi chiêm bái những ngôi chùa trên Cửu Hoa Sơn. Sau khi chúng tôi đến Bách Tuyết Cung đảnh lễ Nhục Thân Bảo Điện và tụng kinh, và sau đó chúng tôi sẽ đi Đông Nhai Thiền Tự, Hoa Nghiêm Thiền Tự, Vạn Phật Tháp và cuối cùng sẽ đến Hồi Hương Cát. Đó là chương trình tự do của ngày hôm nay của phái đoàn nhỏ của chúng tôi. Vạn Phật Tháp tọa lạc trên núi Cửu Hoa Sơn, trên đường hướng về Hồi Hương Cát. Cách Đông Nhai Thiền Tự không xa lắm, Vạn Phật Tháp được dùng toàn bộ bằng đồng tạo nên, không dùng một manh gỗ nào cả. Nhìn từ bên ngoài ta thấy tháp cao 7 tầng với chiều cao 33 mét. Vạn Phật Tháp là ngôi tháp duy nhất và cũng là ngôi tháp cao nhất được làm bằng đồng ở Trung Hoa. Sử dụng hơn 200 tấn đồng nguyên chất tạo nên. Trên núi Cửu Hoa vốn không có một ngôi tháp nào cả. Vào năm 1994, Ngài Huệ Quang Pháp Sư phát nguyện lên kế hoạch trùng tu Hồi Hương Cát và kiến tạo Vạn Phật Tháp. Vạn Phật Tháp được thiết kế bởi trường Đại học Tinh Hoa, trong tháp tôn thờ 10.000 tôn tượng của Đức Dược Sư. Hồi Hương Cát là một trong những trọng điểm nổi tiếng của Cửu Hoa Sơn. Tên chính là Hoa Nghiêm Am, về sau cải đổi thành Hoa Nghiêm Thiền Tự. Nằm về hướng Đông Nam trên đỉnh núi Hoa Nghiêm. Đỉnh núi Hoa Nghiêm là một con đường chính mà khách hành hương phải đi ngang qua khi muốn lên núi Thiên Thai. Ngày xưa Hương Cát đi chiêm bái núi Thiên Thai, khi ngang qua đây, đa phần đều quay đầu nhìn lại cảnh núi Thiên Thai. Vì vậy mà chùa có tên là Hồi Hương Cát. Chùa được xây dựng vào đời nhà Minh,
đến đầu nhà Thanh mới đổi tên thành Hội Hưng Các. Chương trình tự do của ngày hôm nay cũng là ngày cuối ở Cửu Hoa Sơn. Lịch trình tiếp theo của phái đoàn là ngày mai đi đến Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn là thánh địa của Đức Bồ Tát Quan Âm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.